tuổi nhất về mặt thâm niên ở trường Hồng Ngựa thì ngày hôm sau là phải báo với lại chú làm thi, rồi thì bác có tầm là mất hết cả gạo trứng, rồi thì những cái đồ để mà sáng hôm sau là ăn sáng học sinh ở trường. Thì hôm nay thay mặt cho cả một số những